mặt khẽ làm nào. Anh nhanh này còn đi học con. Câu này mày làm cho em cô Vi. Bánh này, cái bánh này của con mày nướng hơi xém một tí. Rồi ăn đi mày lấy cho cô Vi. Đứng đây ăn nha. Anh nhanh này đi học đây con nhé. Dạ. Mẹ làm mẹ khác cho em cô Bi. Ngon nào? Hả? Ăn đi. Cái này mẹ nấu làm cái gì? Mẹ cho bột vào đây nè, xong mẹ nấu. Đấy, mẹ nấu vào đây nè, ngon nào? What's this?
Con có nghe mùi mẹ làm bánh thơm không? Ừ. Bây giờ ngồi đây ăn bánh coi tivi nha. Nào ngồi xuống đây. Xuống đây nè, qua đây, qua đây. Đây, ngồi đây ăn bánh coi tivi nha, mẹ kéo cái bàn lại cho. Đây, ngồi xuống đây. Rồi, bánh mẹ làm ngon không? Đây, mẹ lấy cho Bi ăn nha, Bi vừa ăn vừa coi tivi nha. Để mẹ đi bà nội đóng món nha. Ok. Ăn xong rồi dẹp dĩa lên trên kia cho mẹ nhớ chưa? Ừ. Ok. Vừa ăn vừa coi tivi đi. Rồi coi nhà cho mẹ nha.
đi, mẹ làm bánh cho ăn nha. Nha. Đi nào. Đi nào. Chị Bi ơi, chị Bi đâu rồi? Em về rồi này. Ôi trời ơi, chị Bi nghịch rồi. Chị Bi ơi. Trời ơi. Mẹ đau đầu với Bi luôn á. Con muốn làm bánh nữa hả? Hả? Chết rồi, nghịch bột đầy rồi, áo quần áo bẩn hết rồi đây này. Trời ơi. Thế thôi đi tắm đi, đi tắm đi rồi vô mẹ làm bánh nữa cho mẹ ăn, hai chị em ăn nha. Để cái này nữa mẹ dọn nha. Được không? Mẹ dặn ở nhà coi tivi, vừa ăn vừa coi tivi mà nghịch như thế này là hết hết mất bột rồi. Nào, nào. Đi tắm đi. Mon giọng với mẹ nha. Ôi trời ơi, chị Bi ơi. Bỏ đi thôi, bẩn quá rồi, chị Bi nghịch quá. Rồi em phải lấy cái đồ lau đã. Mẹ con mình dọn chỗ này cho chị cô Bi nha. Mẹ bày với Mon, mẹ với Mon cùng làm bánh nha. Để chị cô Bi ra xong rồi mình cùng ăn nhé. Ok không? Hả? Mon, Mon ngồi đây. Nha, Mon ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây tí nữa mẹ làm bánh cho Mon ăn nha. Ok không? Ừ. Chị cô Bi nghịch quá nha. Quăng đây lên hết rồi. Mon có thích ăn không? Để chị cô Bi tắm xong rồi thì con với chị cùng ăn. Mẹ dặn chị ở nhà đợi mẹ một tí mà. Mà chị lại nghịch rồi. Mẹ cho nước vào đã, mẹ khuấy đều lên. Mắt tạo màu hả con? Mắt, đi ra con. Mẹ cho vào lò để mẹ nướng nha. Mẹ để nắp lại nha. Rồi bây giờ để cho nó chín thôi, để chị cô Bi tắm ra rồi mình ăn nha. Mẹ thổi nha, tại chị cô Bi ăn trước một ít rồi ạ.
nào. Bánh ngon không? Mẹ làm ngon không? Ngon rất là mới nhỉ. Ngon. Đấy, đúng rồi. Anh giỏi quá nha. Bánh xong rồi hả? Nè. Cho Bi 2 cái, Mon 3 cái nha. Mon ăn mấy cái rồi ta? 2 cái. Ở cho Mon 4 cái, Bi 3 cái. Được chưa? Được chưa? Hả? Để đút ra nè. Ngon không? Đây, cô Bi còn một cái nữa thôi nha. Cho là ăn là rớt ra đây rồi. Mon ăn ngay ta. Cô Bi chỉ ăn cái ruột bên trong thôi hả? No rồi chứ gì, nãy ăn một phần là no rồi chứ gì. No no. Ăn nhanh lên chứ không chị cô Bi ăn hết giờ. Ngon quá. Mình ăn ngon quá. Mình ra nội chơi vui không?